Dạ vâng, em xin kính chào quý cô bác anh chị. Video ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho quý vị biết về một câu chuyện cũng như là một cái vấn đề mà đã có trường hợp một cái người mà may mắn được định cư, có thời có dịp được định cư, có điều kiện được định cư qua bên Mỹ cũng như là được cấp thẻ xanh, nhưng cuối cùng do thời tiết cũng như là môi trường sống không quen nên đã quay trở về đây, sống quay trở về Việt Nam để sống một mình với quãng đời còn lại của mình. Thì quý vị cũng biết cái ước mơ mà được đi qua Mỹ định cư và còn được đủ điều kiện để cấp thẻ xanh thì là ước mơ của biết bao nhiêu người để đạt được, cũng như là họ cũng phải bỏ ra một số tiền. Nhưng mà với một cái trường hợp này cũng khá là đặc biệt, thì em xin phép gọi là bà đi, bà cụ, tại vì bà lớn hơn em rất là nhiều, 70 mấy, ngoài 70 tuổi rồi, thì đã có được đưa qua bên nước ngoài sinh sống và được cấp thẻ xanh, nhưng cuối cùng do thời tiết và môi trường đó quá không quen cho nên đã quay trở lại Việt Nam để sinh sống. Thì cái câu chuyện về bà cụ này thì em được nghe qua một cái anh đã chia sẻ trên trang group hội nhóm hội người Việt Nam sống tại nước ngoài. Thì ảnh là hàng xóm của bà Sáu. Thì để không mất nhiều thời gian, em xin phép vào câu chuyện. Thì ảnh có kể là gần nhà tôi có một bà cụ, bà Sáu, đã sống một mình rất là lâu năm. Thì khoảng mấy năm trước bà đã được những đứa con trong một lần dịp về quê và đã hỏi ý kiến bà, và bà cũng đã được định cư qua đó. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi quay về thì tôi có tâm sự với bà, thì tại sao bà lại quay về, thì bà có kể là bà qua đó sống thời tiết thứ nhất là rất là lạnh, cái thứ hai là con của bà thì đi làm suốt, thì bên đó thì quý vị cũng biết cái giờ giấc người ta rất là nghiêm ngặt, từ sáng cho đến bèo lắm là tới tối, mỗi người có thể làm 10 tiếng hoặc 12 tiếng. Thì bà nói là bà thì bà đã già rồi cho nên không thể thức khuya, cho nên bà thường ngủ sớm, cho nên những bữa cơm gia đình với các con thì bà không thể nào ăn trước được, bà không thể nào ăn cùng được, cho nên bà phải ăn trước. Và cứ thế thời gian trôi đi qua lại cho đến những cái tháng mà lạnh khắc nghiệt, cho dù bà đã đắp rất là nhiều mền và cái áo khoác nhưng bà vẫn rất là lạnh cống. Và trong một lần dịp đó thì bà cũng đợi đứa con về để chia sẻ là ngoài cái việc lạnh, sức khỏe bà chịu không được, cái thứ hai là bà ở trong nhà rất là tù túng và chán, cũng không có hàng xóm hay là cái người cùng tuổi nào mà người Việt Nam để cùng tâm sự cũng như nói chuyện những lúc mà những đứa con đi làm. Những cái lúc đó đứa con đi làm từ sáng chiều tối thì bà chỉ biết làm bạn với lại những bức tường cũng như là một ngôi nhà trống, cho nên bà đã xin những đứa con cho bà được về. Thì những đứa con mới khuyên là mẹ nên cố gắng, tại vì qua được đây thì rất là khó, kể cả không phải là tính toán đến chi phí mà xin được cái thẻ xanh thì rất là khó, nên bà cũng quyết định ở lại được thêm khoảng 1-2 tháng. Thì trong một lần chịu không được nên bà đã quyết tâm xin cũng như kể ra cái nguyện vọng của bà là muốn quay trở lại về Việt Nam sinh sống. Thì bà có nói là cứ để bà sinh sống một mình, còn những đứa con nếu mà có thời gian về thăm bà được vào dịp nào mà rảnh rỗi hoặc là được nghỉ phép thì đều được hết, bà vẫn có thể tự lo cho mình ở bên đây. Thì nghe đến lúc này thì những đứa con đã không cầm lòng nên đã quyết định thực hiện theo cái ước muốn của bà cụ là cho bà cụ về sống.
cho bà cụ về sống ở đây được một mình được khoảng mấy năm rồi. Thì lâu lâu tôi cũng hay qua để mua thuốc cho bà, cũng như là mua thuốc cho bà những lần bà bệnh, cũng như là ví dụ bà cần mua thức ăn hay là bà chưa có nấu được thức ăn thì tôi cũng hỗ trợ giúp bà. Thì trong một lần mang thức ăn qua thì tôi đã tình cờ hỏi và bà cũng đã kể hết câu chuyện là như vậy. Thì tôi cũng đã lỡ buột miệng nói là bà có nhớ cái con không? Thì đến khúc này thì bà đã không cầm lòng được nước mắt mà hai hàng nước mắt cứ chảy liên tục và bà nói với giọng rất là xúc động và giọng rất là gung quý vị. Giọng anh ta kể là giọng bà rất là gung và hai hàng nước mắt chảy liên tục, đó là con cái mà nhớ sao không nhớ, nhớ chúng nó lắm nhưng mà do không thể quen được cái khí hậu bên đó nên bà đành phải sống ở đây một mình, cũng không trách được tụi nó bỏ biết bao nhiêu công sức cũng như tiền bạc để có thể định cư bên đó. Với lại cụ nó cũng rất có hiếu là thường xuyên gửi tiền về cũng như là nhờ người mua đồ, cũng như là cũng hồi trước cũng đã rước bà qua nhưng mà do khí hậu bà không chịu được nên bà đã quyết định về đây sống cho đến quãng đời còn lại. Dạ vâng, thì video đến đây thì câu chuyện đến đây là như vậy. Thì quý vị có thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em về những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị.